Bài số 3 A. Trong bài này chúng ta thấy là có bao nhiêu nút, bao nhiêu vòng? Không có nút, có một vòng. Không có nút, chỉ có một vòng thôi. Trong đây có 3 nguồn. Nguồn độc lập 20V là E1. Nguồn độc lập 5V là E2. Cô đặt tên cho các nguồn để chúng ta dễ tính. Nguồn phụ thuộc E3. Trong bài này có 3 điện trở R1, R2 và R3. Như vậy có tất cả là 6 phần tử trong mạch. Để giải mạch này thì chúng ta áp dụng định luật Kirchhoff 2 cho vòng. Thì chúng ta sẽ chọn chiều để xét, đó là cùng chiều kim đồng hồ. Trước khi chúng ta viết phương trình K2 thì chúng ta cần phải xác định cái gì? Trong một vòng kính để viết phương trình của K2 thì chúng ta xác định cái gì mới biết được nè? Xác định chiều dòng điện. Đúng rồi, ta xác định chiều dòng điện, xác định cực của điện áp trên các phần tử, xác định chiều của vòng để tính. Thì chúng ta xác định chiều của vòng rồi. Rồi bây giờ chiều dòng điện đi qua mạch thì chúng ta có thể chọn theo cùng chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Để cho dễ tính toán, nếu trong mạch có nguồn phụ thuộc thì chúng ta sẽ chọn chiều theo điện áp của phần tử bên trong có sẵn luôn. Thì trong đây chúng ta thấy nguồn E3 là bằng 3U1. Trong đó U1 chính là điện áp trên R2 đã được chọn chiều sẵn. U1 có cực dương bên phải, cực âm bên trái. Chúng ta sẽ chọn chiều dòng điện để trùng với chiều của U1. Vì có một vòng, do đó dòng điện đi qua mạch này, vòng này cô đặt là Y, được chưa? Rồi, như vậy Y đi qua R2 từ phải sang trái, cho nên có cực dương bên phải, cực âm bên trái theo chiều của đề bài luôn. Y đi qua R1 từ phải sang trái, do đó trên R1 sẽ xuất hiện điện áp cực dương bên phải và cực âm bên trái. Dòng Y đi qua R3 từ trái sang phải, cho nên điện áp trên R3 có cực dương bên trái và cực âm bên phải. Chúng ta ghi cực âm dương ở đây là của điện áp chứ không phải của điện trở R. R ở đây là ký hiệu của điện trở này thôi, còn cực âm dương là của điện áp trên R. Theo như định luật Kirchhoff 2, chúng ta có phương trình cho mạch này như thế nào? Một bạn nào có thể ghi đọc dùm cho cô để cô ghi nè. Cô xét E1 trước đi. Dạ thưa cô là trừ E1. Trừ E1. Dạ trừ cho VR1. Trừ cho E3. Trừ cho VR2. Cộng cho E2. Trừ cho VR3 bằng 0. Rồi đúng rồi. Rồi chúng ta có một phương trình K1. Trong đó E1 chúng ta đã có giá trị rồi. E2 có giá trị rồi. Không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng định luật ôm để ta thế vào. Những giá trị nào chúng ta đã biết thì chúng ta sẽ chuyển về một vế. Ví dụ E1, E2 chúng ta đã biết, ta chuyển về bên phải. Hoặc ta giữ nguyên E1, E2 bên trái, còn VR1, VR2, VR3 ta chuyển về bên phải. E3 chúng ta đã biết chưa ca? E3 là 3 lần U1. Đúng rồi, nhưng mà đã biết giá trị chưa? Chưa. E3 là bằng 3 lần U1. Như vậy ta sẽ có phương trình của E3 là bằng 3U1. Mà U1 thì bằng gì? Bằng Y nhân R2. Đúng rồi. Do đó ta thế vào, ta sẽ có phương trình của E3. Phương trình của nguồn phụ thuộc là bằng 3 nhân với Y nhân với R2. Như vậy E3 chưa biết ha. Ta đưa nó về một vế. Rồi ta giữ nguyên nguồn E ở bên tay trái thì ta sẽ có trừ E1 cộng E2 bằng trừ VR1. Cô chuyển qua bên phải thì cô sẽ có VR1. Trừ E3 cô chuyển qua bên phải là thành cộng E3. Trừ VR2 chuyển qua vế phải là được cộng VR2. Trừ VR3 chuyển qua thành cộng VR3. Đó, rồi trừ E1. E1 là bằng 20. Trừ E1 là bằng trừ 20V. Cộng E2
là cộng 5V bằng, rồi ta để đó. Bây giờ ta thế với bên tay phải. VR1 thì bằng gì các em? V bằng Y nhân cho R1. Y 6 Y, 6 Y đi con. Y nhân R1. Y 6, Y nhân 6, 6 Y. Rồi, à, như vậy Y nhân cho 6 luôn. Đó, cộng cho E3. E3 là bằng 3Y nhân R2. R2 là bằng 4. Như vậy ở trên đây ta sẽ có là 3 nhân R2 là 4 là bằng 12Y. Ta có 12Y. VR2 là bằng Y nhân R2 là 4Y. Ha, 4Y hay là Y nhân 4 cũng được. Cộng cho VR3 là 4Y. Rồi, ta sẽ đặt Y ra làm thừa số chung. Thì bên trong chúng ta sẽ có là bao nhiêu? 6 cộng 12 cộng 4 cộng 4 là bằng 26. Từ đây ta suy ra được là Y sẽ bằng trừ 15V chia cho 26 ohm. Như vậy sẽ là bằng trừ 0,57A. Có bạn nào ra được kết quả như thế này không? Dạ có, mà em ra khác, em làm tròn ra 0,6 luôn con. Cũng được, nó sẽ gần bằng là trừ 0,6V. Cả hai kết quả này đều đúng. Bây giờ chúng ta sẽ giải theo cách số 2. Nguồn độc lập thì rất là dễ rồi, nhưng nguồn phụ thuộc thì giá trị của nó sẽ phụ thuộc vào phần tử khác. Thế bây giờ với cách số 2 này, cô sẽ chọn chiều dòng điện ngược lại. Tại vì chiều dòng điện qua mạch chúng ta đang chọn để chúng ta tính. Ta không biết là trong một cái mạch có nhiều nguồn như thế này thì chiều dòng điện nó đi như thế nào. Đó, thì với cách 1 cô chọn ngược chiều kim đồng hồ thì cô tính ra được là Y có giá trị âm. Có nghĩa là dòng điện đi qua mạch là bằng 0,57A nhưng chiều của nó là ngược lại. Chúng ta tính ra giá trị âm có nghĩa là chiều dòng điện chúng ta đang chọn á nó ngược với chiều thực tế chạy trong mạch. Thế bây giờ cô sẽ chọn chiều đúng với chiều thực tế này luôn nè, hay là Y. Thì chúng ta tính ra coi nó có giá trị khác gì hay không. Điện áp trên R1 sẽ có cực dương bên trái, cực âm bên phải. Y đi qua R2 sẽ có cực dương bên trái và cực âm bên phải. Qua R3 thì ta có dương ở đây và âm ở đây. Rồi, thế bây giờ chúng ta thấy có cái gì lạ hay không? Nó ngược với U1. Đúng rồi, U trên R2 bây giờ ngược với U1. Đề bài thì người ta cho U1 là dương bên phải, âm bên trái. Thì bắt buộc chúng ta phải tính theo nó. Nhưng do chúng ta chọn thành ra U trên R2 nó ngược với U1. Đúng không? Bây giờ U của chúng ta nó ngược. Cho nên dấu của nó sẽ ngược. À, dấu của anh này bây giờ sẽ là trừ U1. U trên R2 sẽ là trừ U1. Và ta thế vào trong đây nó sẽ thành trừ 3U1. Do nguồn phụ thuộc có giá trị phụ thuộc vào U1. Do đó U1 đổi dấu thì biểu thức của nó cũng sẽ đổi luôn. Nhưng cực của nó thì không đổi. Hoặc nếu chúng ta không đổi dấu ở đây thì chúng ta sẽ đổi cực ở trên này. Chỉ đổi một trong hai. Đó, nếu cô ghi là đổi dấu lại thì là trừ 3U1 thì cực dương và âm cô vẫn giữ nguyên. Còn nếu cô ghi là 3U1 thì chỗ này cô sẽ đổi cực dương bên đây và cực âm ở bên bên phải. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng định luật K2. Rồi bây giờ ta sẽ viết phương trình cho anh này. Đối với nguồn E1 thì ta sẽ có trừ E1. Áp trên R1 đi vào dấu cộng cho nên là cộng VR1. Trừ E3 cộng VR2 cộng E2 cộng VR3 bằng 0. Cũng tương tự như khi nãy, ta sẽ để những cái giá trị nào ta biết về một vế, còn những cái nào ta chưa biết ta đưa vế bên kia, thì chúng ta sẽ có trừ E1 cộng E2 bằng trừ VR1 cộng E3 trừ VR2 trừ VR3. Trong đó E3 bằng trừ 3U1 hay là bằng trừ 3. U1 là bằng Y nhân R2, đúng không? Y nhân R2.
Rồi ta thế vào trừ VR1 ha, thì ta có dấu trừ bên ngoài. Còn VR1 thì bằng Y nhân R1 cộng E3 là bằng trừ 3Y nhân R2. Trừ VR2 là trừ Y nhân R2. Trừ VR3 là trừ Y nhân R3. Rồi, bây giờ bên vế trái là trừ E1 là trừ 20V, cộng cho E2 là 5V. Đó. Rồi, bên vế phải thì chúng ta sẽ đặt trừ Y ra. Rồi, bên trong còn R1 là 6, cộng cho 3 R2, 3 x 4 là 12, cộng R2 là 4, cộng cho R3 là 4. Rồi chúng ta thế vào thì chúng ta suy ra được Y sẽ bằng gì? Y bằng trừ 15V chia cho trừ 26. Vậy chúng ta sẽ có kết quả là 15V chia cho 26 ohm. Vậy sẽ bằng là 0,57A. Đó, giống như khi nãy nhưng mà bây giờ là dấu dương. Có nghĩa là chiều chúng ta đang chọn để tính cho mạch này đúng với chiều thực tế chạy trong mạch. Rồi, có ai thắc mắc gì không? Rồi, khi chúng ta đã có Y rồi thì chúng ta thế vào để tìm ra được U1. U1 thì bằng Y nhân với R2. Nếu chúng ta sử dụng cách số 1 thì Y có giá trị âm, là U1 có giá trị âm. U1 có giá trị âm có nghĩa là ngược chiều với cái U này để bạn người ta chọn ha, nó ngược với chiều điện áp thực đi qua mạch. Đó, dấu để thể hiện là chiều chúng ta chọn có đúng với chiều thực của mạch hay không. Được chưa? Rồi, còn nếu chúng ta tính vào cách số 2 thì U là bằng Y nhân R2, Y dương, cho nên U1 dương, vậy chọn chiều của chúng ta là đúng với chiều thực tế luôn. Rồi, bây giờ chúng ta xét mạch số 2. Mạch B này thì ta thấy nó có hai nút là A và nút B. Tuy nhiên chúng ta chỉ viết phương trình cho một nút mà thôi, đó là nút A, hoặc chúng ta chọn cho nút B vì phương trình K1 cho hai nút này là bằng nhau. Thì theo như định luật khi số 1, tại nút A ta có điều gì? Tại nút A có mấy nhánh? 3 nhánh. Cái điện trở R này có dòng điện U1 đi qua, nó bằng giá trị bao nhiêu không biết. Người ta yêu cầu chúng ta tìm R. Người ta cho giá trị của Y là 5A. Rồi, tuy nhiên để cho dễ viết phương trình và tránh sai sót, cô sẽ đặt dòng điện có thứ tự giống thứ tự với R luôn. Nhưng mà ở đây cô đặt anh này là R1, đây là R2. Do đó Y đặt là Y2 luôn. Rồi, nguồn phụ thuộc có dòng đi qua đó là Y3. Nếu chỗ nào chưa có chiều dòng thì chúng ta sẽ đặt chiều dòng vô. Rồi, Y3 cô chọn từ trên xuống. Nếu chúng ta không muốn chọn chiều này, chúng ta có thể chọn theo chiều ngược lại cũng được. Bởi vì trong mạch hiện tại chúng ta chưa biết được chiều nó đi theo hướng nào thì chúng ta sẽ chọn chiều. Nếu tính ra giá trị mà dương, có nghĩa chiều chúng ta đang chọn là đúng với chiều dòng điện chạy trong mạch. Còn nếu âm thì dòng điện chạy mạch ngược lại thôi, mình thay đảo chiều lại thôi chứ không có vấn đề gì. Đây là nguồn E1 5V, nguồn độc lập. Nguồn E2 25V cũng là nguồn độc lập. Nguồn E3 là nguồn phụ thuộc. Đây là một nguồn phụ thuộc vào dòng điện Y1. Đó. Và chúng ta sẽ dựa vào nguồn phụ thuộc này, chúng ta có phương trình của nguồn phụ thuộc. Đó là E3 sẽ bằng gì? 5 lần Y1. 5 lần Y1. Mà Y1 chúng ta đã biết chưa? Y1 nè. Chưa. Người ta cho Y thôi. Mà Y ở đây là chúng ta đang đặt nó là Y2. Và Y2 ta biết. À, dựa vào định luật kích số 1 chúng ta sẽ viết phương trình của điểm A. Thì ta có là gì? Tổng dòng điện đi vào nút sẽ bằng tổng dòng điện đi ra khỏi nút. À, tại nút A dòng nào đi vào đây? Ta sẽ có Y1 cộng Y2 trừ Y3 bằng 0. Hoặc Y1 cộng Y2 bằng Y3. À, rồi có hai cách để chúng ta viết phương trình cho điểm nút này. Chúng ta thấy cách nào dễ đối với mình thì mình cứ ghi thôi, bởi vì nó giống nhau. Ở đây chúng ta có hai vòng. Vòng thứ nhất gồm có nguồn E1, R1 và nguồn E3. Và chúng ta sẽ viết phương trình cho anh này. Các em hãy đọc giùm cho cô xem.
phương trình của vòng số 1 này là gì? Ta bắt đầu từ trái sang phải, à, theo cùng chiều kim đồng hồ, theo chiều chúng ta xét luôn. Thì đối với nguồn E1 thì chúng ta có gì? Trừ E1 cộng với R1. Chúng ta có thể xác định cực của điện áp trên R1, hoặc chúng ta không xác định cũng được. Thì chúng ta thấy cái chiều mà vòng chúng ta xét nó trùng với chiều dòng điện I1 thì nó sẽ có dấu dương. Do đó ta sẽ có I1 nhân với R1. Nguồn E3 là trừ E3 bằng 0. Rồi bây giờ khi mình viết đến đâu thì mình dừng lại chỗ đó để chúng ta có cái nhìn sơ lược ha. Mình coi cái nào mình đã biết, cái nào chưa biết. Thì trong cái công thức này thì E1 mình biết chưa? Biết rồi. E1 biết rồi nè. I1 chưa biết này. R1 chưa biết này. E3 thì chưa biết luôn, bởi vì nó bằng 5 I1. Mà I1 chưa biết thì E3 chưa biết. Ha, ta để đó. Rồi, ở vòng số 2 thì ta có đi từ trái sang phải, ta có cộng E3. Chiều của vòng số 2 với chiều I2 nó như thế nào các em? Ngược rồi. Ngược nhau. Do đó điện áp trên R2 sẽ là trừ I2 nhân R2. Thay vì chúng ta ghi cộng trừ thì chúng ta dựa vào dòng cũng được. Ha, cộng cho E2 bằng 0. Rồi, ta dừng ở đây. Ta nhìn lướt qua xem coi trong đây có đại lượng nào chúng ta chưa biết. E3 chưa biết. E3 chưa biết. Ha, ta có thể thế vô. I2 biết rồi. R2 biết rồi. Không, E2 biết rồi luôn. Rồi từ đây chúng ta sẽ có E3 là bằng 5 nhân cho I1 trừ cho I2 là bằng 5 ampere nhân cho R2 là 10 cộng cho E2 là 25 bằng 0. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được I1 sẽ bằng bao nhiêu? 5 nhân 10 là 50 với 25 là 2 này trái dấu là thành trừ 25. Chuyển vế qua bên phải là thành 25 chia cho 5. Vậy I1 sẽ bằng 5 ampere. Có I1 ta thế vào đây. Rồi cái mà mình cần tìm là tìm gì các em? Tìm R1 đúng không? Dạ. R1, rồi ta thế vô cái công thức này. Đó. E3 có nè. Và E3 chưa có nè. E1 có rồi ta suy ra được là bao nhiêu? Trừ E1 là trừ 5V nè. Cộng cho I1 R1 là bằng 5 R1 trừ E3 là trừ 5 nhân với I1 là 5 bằng 0. Rồi trừ 5 với trừ 5 nhân 5, 5 nhân 5 là 25, trừ 5 với trừ 25 là trừ 30. Từ đây ta suy ra, ta chuyển vế qua là R1 sẽ bằng là 30 chia cho 5 bằng 6 ohm. Rồi bài tập số 4, ta xét mạch A. Trong mạch A thấy gì lạ không? Cây tổng trở. Chúng ta sẽ để ý ha. Bên trong mạch này ta thấy có điện trở R1 là bằng 10 ohm. R2 là bằng 4 ohm. Đó. Đây là hai điện trở có ký hiệu hình zig zag. Đến cái phần tử ở giữa cũng là ký hiệu của một điện trở nhưng lại là hình chữ nhật. Đó. Thì chúng ta phải để ý là không lý do gì mà trong một mạch điện người ta vẽ hai ký hiệu khác nhau. Đúng không? Đó. Như vậy, ở cái linh kiện ở giữa này, đó, người ta dùng cái ký hiệu này để thay thế cho một cụm cái gì đó, ha, tương đương. Mà ở đây, giữa hai đầu này, nó cho điện áp 3V, cực dương ở trên, cực âm ở dưới. Và mình cũng không quan tâm luôn, à, mình xem như đây là một nguồn điện áp cho hai đầu là 3V. Vậy chúng ta sẽ thay thế bằng một nguồn điện áp cho dễ tính, cực dương ở trên, cực âm ở dưới, giống như thế này, và nó có 3V. Và ở đây chúng ta cũng có dòng điện đi qua. Người ta cho cái dòng I1 phía dưới rồi nè, không thì chúng ta không đặt I1 nữa, được chưa? Chúng ta đặt ở đây là I2 đi. Đó, để phân biệt. Mà I2 thì chỗ này cũng là R2 luôn đi. Và bên đây là I3 thì có R3. Ta chọn chiều I3 như hình vẽ. Thì tại nút A, chúng ta sẽ có tổng dòng điện đi vào nút
sao bằng tổng dòng điện đi ra khỏi nút. Vậy chúng ta có điều gì? Y2 cộng Y3 sẽ bằng Y1. Đúng rồi. Y2 cộng Y3 sẽ bằng Y1. Cứ theo định luật K1 ha. Chúng ta cứ làm nhầm nhuyễn thì nó sẽ làm rất là nhanh. Rồi ta xét vòng số 1 thì ta có phương trình là gì? Đi từ trái sang phải, ta có nguồn này là nguồn E1 trừ E1. Đó, đây là nguồn E2 đi và đây là nguồn E3. Thì ta sẽ có là trừ E1. Mà E1 bằng gì? 3 lần 3, 3, 3 lần Y1. Ta có thể thế vô luôn cũng được là trừ 3Y1. Hoặc ta ghi theo công thức tổng quát là trừ E1 mà rồi ghi thêm một phương trình E1 bằng 3Y1 ha. Rồi trừ 3Y1 cộng cho Y2 nhân R2 cộng cho E2 bằng 0. Tốt nhất thì chúng ta ghi tổng quát, nó hơi lâu một chút ha, nhưng mà chúng ta có thể kiểm tra lại nó dễ. Rồi Y1 chưa biết nè, Y2 chưa biết nè, E2 có rồi là bằng 3V ha. Đó, chúng ta viết xong chúng ta dừng lại coi cái nào chúng ta chưa biết, có thể là tính được ngay cái phương trình đó luôn hay không ha. Chỗ này thì Y1 chưa biết, Y2 chưa biết cho đến chưa tính được liền. Rồi ta xét vòng số 2, đi từ trái sang phải thì chúng ta sẽ có là gì? Trừ E2. Trên phần tử R3 thì chúng ta sẽ ghi là cộng hay trừ. Chiều của vòng là cùng chiều kim đồng hồ. Y3 thì ngược chiều kim đồng hồ. R3. Là trừ Y3 nhân R3. Y3 R3 cộng E3 bằng 0. À, nhìn lướt qua cái công thức này coi ta có thể tính được ngay cái gì hay không. E2 có bằng 3V. E3 9V. Không. R3 có. Từ đây chúng ta suy ra được Y3. Rồi, có Y3 rồi, chúng ta sẽ thế vào cái phương trình số 1 kết hợp với phương trình số 2. Ta có hệ hai phương trình. Và lúc này chúng ta tìm ra được Y1, Y2. Rồi bây giờ các em thử bấm máy dùm cho cô coi. Coi Y1, Y2 bằng gì ha. Rồi việc tính toán này là về nhà chúng ta làm được chưa? Bài này thì chúng ta đưa ra được phương trình là được rồi ha. Ra được hệ phương trình. Rồi ta sẽ bấm máy giải hệ phương trình. Được chưa nè? Y3 là, Y3 là bằng bao nhiêu nè? Cho cô kết quả thôi. Rồi 3 phần 2 hay là 1,5 ampere. Rồi nói chung là Y3 có. Y3 có ta thế vào đây. Thì ta sẽ có Y2 cộng 3 phần 2 bằng Y1. Vậy ta có biến Y2 biến Y1. Còn ở bên công thức số 2 ta sẽ có trừ 3Y1 cộng cho 10Y2 nè. Cộng cho 3 bằng 0. Phương trình số 1 này chúng ta sẽ suy ra Y1 sẽ là bằng là Y2 nè. Cộng cho Y3 là 3 phần 2 nè. Đây là bằng Y1. Ta thế Y1 vào cái phương trình ở đây. Thế Y1 vô đây. Từ đây chúng ta sẽ tính ra được Y2. Được chưa? Rồi. Có Y2. Ta thế vào. Ta tính Y1. Hoặc ở đây chúng ta sẽ suy ra Y2 theo Y1. Rồi ta thế vào đây. Rồi ta được kết quả là Y1. Cũng được. Bây giờ chúng ta sang bài tập tiếp theo. Bài tập biến đổi tương đương mạch. Chúng ta xét mạch A. Rồi bây giờ trong bài này thì người ta yêu cầu chúng ta tìm điện trở tương đương giữa hai điểm AB. R giữa hai đầu này bằng bao nhiêu. Thì để làm được bài này thì đầu tiên chúng ta tính cái gì trước em. Chúng ta đặt tên cho các điện trở này theo thứ tự từ trái sang phải. Ta có R1 này, R2, R3, R4. Rồi chúng ta tính cái nào trước nè. Cô là lấy R3 cộng cho R4 thế. Rồi ta lấy R3 cộng R4. Bởi vì hai này mắc nối tiếp đúng không? Dạ. Thì để xác định hai linh kiện mà có mắc nối tiếp với nhau hay không thì chúng ta sẽ chọn chiều dòng điện đi qua mạch. Nếu hai linh kiện này mà có cùng dòng điện có nghĩa là nó mắc nối tiếp với nhau. Rồi cô chọn dòng điện Y1 đi qua R1, Y2 qua R2 theo chiều như hình vẽ. Rồi Y3 đi qua R3. Dòng qua R4 là gì? Y3. Đúng rồi. Ta thấy dòng Y3 đi qua R3, sau đó đi tiếp qua R4. Do đó dòng qua R4 cũng là Y3. Như vậy R3 và R4 có cùng dòng điện Y3, có nghĩa là R3 và R4 là mắc nối tiếp nhau.
Và khi đó ta sẽ thay hai điện trở mắc nối tiếp bằng một điện trở tương đương. Cô đặt tên đó là R34. Khi đó R34 sẽ bằng gì? R3 cộng R4 bằng 20. Rồi, đối với dạng mạch biến đổi tương đương này thì sau khi chúng ta biến đổi, chúng ta sẽ vẽ lại mạch tương đương thì chúng ta sẽ dễ nhìn thấy hơn. Từ đây cô sẽ vẽ lại mạch. Cô thay R3, R4 bằng R34. Cô chỉ thay thế R34 thôi, còn R1 và R2 thì không ảnh hưởng. Do đó cô sẽ vẽ lại. Cái nào chúng ta thay thế thì chúng ta mới vẽ ha. Cái đó, còn những cái khác thì chúng ta giữ nguyên. Đó, ta giữ nguyên lại dạng mạch như thế này. Rồi R3, R4 ta mới vẽ lại mạch thay thế gắn vô trong đây. Đó, lúc này chúng ta sẽ có R34 như thế nào đối với R2 các em? Chúng ta song song với R2. À. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tính cái gì nữa? R2, R34. Đúng rồi, ta thấy R2 và R34 là mắc song song với nhau. Do đó chúng ta sẽ thay thế mạch song song này bằng một điện trở tương đương. Cô gọi đó là R234. Rồi R34 mình tính bằng gì? Tích chia tổng thì R2 là 10, R34 là 20. Thì chúng ta sẽ có 10 nhân 20 chia cho 10 cộng 20. Rồi 6.6. 6.6 17 ôm đi. Rồi, từ đây ha, điện trở tương đương này cô sẽ vẽ lại R1 giữ nguyên. Rồi R234 cô vẽ lại. Thì lúc này chúng ta sẽ có R1 nối tiếp với R234. Thì chúng ta tính ra được là RAB là bằng nhiêu? R1 cộng R34 bằng 16.6. Đúng rồi, bằng 16.67. Rồi bây giờ bài B này, đó, bây giờ chúng ta tính cái gì trước? Cô là tính mạch nối tiếp trước. Mạch nối tiếp của anh nào với anh nào? Cô là của 10 với 6. Với bài này á, cũng có một số người nhìn ra, nhưng mà có một số người không nhìn ra được cái tính mạch nối tiếp đầu tiên ha. Cũng dựa trên nguyên tắc ha, thì chúng ta sẽ chọn dòng điện của mạch đi. Đó, cô chọn dòng điện đi tại điểm A là Y. Điện trở R4 ôm cô đặt R1, đây là R2. Các bạn tắt mic giùm cô cái. R3, R4. Rồi. Giả sử dòng điện của R1 có chiều như hình vẽ. Đây là Y1. Dòng điện của R2 có chiều như thế này. Dòng qua R3 như hình vẽ, đây là Y3. Thế thì bây giờ chúng ta coi trong đây chúng ta thấy cái nào tính trước dễ. R1 nối tiếp R4. Rồi R1 nối tiếp R4 phải không? Không, đó. Em tính R3 với lại R4 xong rồi tính đó. R4 song song với lại R34. R1 song song với R34. Cái này mới là quan trọng này nè. Khi chúng ta nhìn vào mạch chúng ta thấy R1 và R4 nó nằm ngang đúng không? Đó, giống như mạch nối tiếp. Và chúng ta cho rằng R1 và R4 là nối tiếp. Thì chúng ta đang dùng cái suy nghĩ chủ quan của mình ha, nhìn thấy nó nối tiếp thì mình tính là nối tiếp, chứ thực sự các em phải vận dụng lý thuyết là hai linh kiện mà mắc nối tiếp với nhau là dòng điện qua nó phải bằng nhau. Ta thấy R1 có dòng điện Y1, vậy R4 có dòng điện đi qua nó là cái gì? Y3. Y3, Y3 nó đi qua R3 và nó đi qua R4 theo chiều này. Đó, đây là Y3. Và dòng qua R4 là Y3, chứ không phải là Y1. Đó, dòng qua R1 và R4 là khác nhau. Cho nên, hai anh này nhìn bằng mắt thì xem như là nó nối tiếp, nhưng thực sự không phải nối tiếp nha. R3 và R4 đều có dòng Y, Y3. Cho nên, R3 và R4 mới thực sự là nối tiếp với nhau. Mà người ta đang cố tình bẻ cong R4 đi ha, để đánh lừa cái nhìn của mình đó. Thấy chưa các em? Ha, nếu mà vẽ đúng ra thì cô xoay R4 thì cô sẽ có như thế này. Đó, R3, R4. Cô xoay lại thì có gì thay đổi không? Thấy không?
một đầu R3 nối với R1. Đó, đầu còn lại R1 nối với R4. Được chưa? Rồi chỗ này chúng ta mới nối với R2. Đó, nối ra điểm A và điểm B. Đó, bây giờ cô xoay lại như vậy thì có thay đổi gì so với mạch ban đầu hay không? Với cách vẽ này thì chúng ta mới thấy được rõ là R3 nối tiếp với R4. Thấy chưa? Đó, như vậy phải suy nghĩ một chút xíu ha, tìm coi linh kiện nào có dòng điện bằng nhau thì nó sẽ mắc nối tiếp với nhau. Thì lúc này chúng ta sẽ tính R3, R4. Cô thay bằng một điện trở tương đương, đó là R34. Thì lúc này chúng ta sẽ có R34 bằng nhiêu? 16. R34 bằng 16. 16. 16 không? Rồi, bây giờ cô mới vẽ mạch tương đương lại. Mỗi lần tính thì chúng ta nên vẽ lại để chúng ta không có bị sai sót. Đó, đây là R34 mắc song song với R1. Rồi cái nào mà chúng ta mà nắm được rồi á thì chúng ta sẽ tính ra trong đầu, vẽ trong đầu cũng được ha. Rồi, bây giờ tiếp theo ta tính cái gì các em? R134. Đúng rồi, hai anh này là mắc song 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 R134 thì sẽ bằng gì? Bằng 3.2. Tích chia tổng đúng không? R1 là 4, rồi chia cho 4 cộng cho 16 là bằng nhiêu? 3.2. Có R134 rồi, bây giờ nối tiếp với R2 là 12. Rồi như vậy RAB sẽ bằng? 15.2. Rồi bây giờ thấy dễ chưa? Rồi giờ mới hiểu. Giờ mới hiểu quá cô. Rồi dễ. Bây giờ mạch này khó hay dễ? Có ai tính ra được điện trở RAB không? Dạ có. Tính ra được rồi, nói giùm cô kết quả của RAB. 37.5. 37.5. Cô là 37.5. 37.5. Tính sao mà ra được 37.5 các em? À, để làm bài này á thì chúng ta chấp nhận một cái việc như thế này nha. Các em thấy những cái điểm vòng tròn không? Ta thấy có 4 điểm vòng tròn này. Đó là điểm nút, phải không? Đó là các dây dẫn nó nối với nhau. Thế thì hai cái dây ở giữa nè, bắt chéo nhau nè, có nối với nhau hay không? Không. Không. Không ha. Hai cái dây dẫn ở giữa này là không nối với nhau nha. Nối với nhau là nó phải có dấu chấm đậm. Còn cái dây ở giữa này là nó chỉ là các dây bắt chéo nhau thôi, hay nó bị chồng lên nhau. Do đó để giải quyết bài toán này thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ cầm điểm B, chúng ta kéo qua bên phải, được không các em? Ta cầm điểm B này nè, ta kéo nó qua bên phải. Như vậy điểm A là giữ nguyên nha. Thì điện trở 30 ohm đây, cô đặt đây là R1, R2, R3 và R4. Như vậy cô cầm điểm B đó thì R3, R4 sẽ di chuyển theo, còn R1 và R2 nó đứng yên. Điểm A đây, cái dây ở giữa này nè nối nó R1 với R2 với nhau. Đó, khi cô kéo qua thì cô sẽ có R4 nó quay ngang qua bên phải. Đây là điểm B, đây là R4. Còn R3 thì nó sẽ bắt chéo qua bên đây. Hình dung được chỗ này không? Rồi bây giờ mình nhìn vào mạch này thì mình thấy được cái dạng mạch chưa nè? Cô vẽ lại ha. Rồi điểm A nối qua R1. R2 sẽ câu vào đây. Rồi R1 với R2 nối chung với nhau và nối ra điểm A. Rồi bên cái chỗ này là R1 với R2 cũng nối chung với nhau. Rồi nó nói chung với R3, R4. Đó, cô tách ra cho nó dễ nè. Đó, cái chỗ này là 4 điện trở nối chung với nhau. Đó, ngay chỗ này. Rồi R3, R4 lại phía bên phải nối chung với nhau và nối ra điểm B. Rồi, đến đây có ai thắc mắc gì không? Không. Thế thì ta sẽ có R1 song song R2, R3 song song R4. Rồi hai cặp này nối tiếp với nhau. Vậy R1 với R2 song song nhau, phải không? R1 là 30, R2 là 50. 30 với 50 là tính ra được bao nhiêu nè? 18.75. Rồi R3, R4 cũng y chang vậy luôn, 18.75. Bởi vì
giá trị nó giống nhau không? Rồi hai em này cộng với nhau sẽ ra được là nhiêu? 37,5. 37,5. Rồi, chính xác. Rồi, có ai thắc mắc gì ở đây nữa không? Dạ không. Rồi, nếu mà làm được bài C thì chắc chắn bài D làm được. Rồi, cho cô biết RAB trong bài D bằng bao nhiêu? 40 là 40. Rồi, có ai ra kết quả khác không? Thì chúng ta tiếp tục phần lý thuyết. Nguồn dòng mắc song song. Thì chúng ta thấy trong một mạch điện có thể có một nguồn dòng, có thể có nhiều nguồn dòng. Giả sử chúng ta gặp trường hợp mà các nguồn dòng mắc song song thì lúc này chúng ta có thể thay thế tất cả các nguồn dòng song song này bằng một nguồn dòng tương đương. Rồi, nguồn dòng tương đương thì xác định làm sao đây? Cô giả sử cô có một mạch điện có các nguồn dòng mắc song song như hình vẽ. Nguồn dòng G1 cho dòng điện G1 chạy theo chiều từ dưới lên. Nguồn dòng G2 cho dòng điện chạy theo chiều từ dưới lên. Nguồn dòng G3 cho dòng điện theo chiều từ trên xuống. Ba nguồn dòng này nối vào nút A, nối vào nút A ở phía trên và nối vào nút B phía dưới. Tất cả các nguồn dòng này khi nó kết hợp với nhau nó sẽ cho một dòng điện đi tại nút A. Và cô chọn chiều dòng điện như hình vẽ gọi là GAB. Được chưa nè? Rồi. Thì áp dụng định luật Kirchhoff 1 tại nút A thì chúng ta sẽ có tổng dòng điện đi vào nút sẽ bằng tổng dòng điện đi ra khỏi nút. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có công thức là gì? G12 sẽ bằng G12 bằng G3. Rồi. Tại nút A có bao nhiêu dòng điện? Tại nút A, cái nút A là nút này nè. Người ta vẽ ra, tách ra cho nó dễ nhìn. Chứ tất cả đều nối vào đây hết nè. Thấy không các em? Bài này là A. Rồi, chỗ này sẽ có nguồn dòng G1 nối vô nè. Đó, cho dòng vô. G2 cho dòng vô. G3 đi ra. Đó, và tại cái nhánh này có dòng điện không các em? Cái nhánh này có dòng điện không? Có đi ra. Có chứ, nó cấp dòng thì nó sẽ nối qua một tải ở đây. Cho nên chỗ này cũng có dòng. Dòng này cô gọi đó là GAB. Được chưa? Cô chưa biết chiều dòng điện ở chỗ cái nhánh này nè là như thế nào hết. Do đó cô sẽ chọn chiều bất kỳ. Giả sử chọn chiều như hình vẽ để cô tính. Được chưa nè? Do đó tại nút A sẽ có 4 dòng điện. Dòng G1, dòng G2, dòng G3 và dòng GAB. Dòng đi vào là G1, G2. Dòng đi ra là G3, GAB. Do đó chúng ta sẽ có công thức là GAB cộng G3 bằng G1 cộng G2. Từ đây chúng ta sẽ xác định ra được dòng điện GAB sẽ bằng G1 cộng G2 trừ G3. Nếu chúng ta biết được giá trị của G1, G2, G3, ta thế vào ta sẽ xác định được GAB. GAB nếu tính ra được là một con số dương thì chiều dòng điện GAB đúng với chiều chúng ta đang chọn. Và khi đó, giữa hai đầu AB sẽ có một dòng điện chạy theo chiều như chúng ta chọn. Và toàn bộ ba nguồn này chúng ta có thể thay thế bằng một cái nguồn GAB có chiều như hình vẽ. Đó, như vậy chiều này là nó chiều đi lên A nè. Đó, nếu mình bẻ cong ngang thì nó sẽ đi từ trái sang phải. Nếu mình bẻ cong ở đây, đó là nó sẽ đi như thế này. Cùng chiều với GAB mình đang chọn. Nếu chúng ta tính ra được GAB mà có giá trị âm, có nghĩa là chiều chúng ta đang chọn GAB này, nó ngược lại, nó chạy từ phải sang trái. Đó, và toàn bộ ba nguồn này chúng ta sẽ thay thế bằng một nguồn có chiều như hình vẽ. Nếu tính ra âm có nghĩa là chiều nó ngược lại, nó sẽ đi từ A vào, nó xuống B. Như vậy có nghĩa là nó đi theo hướng từ A sang B. Thầy kịp chỗ này không? Chúng ta sang khái niệm tiếp theo, đó là nguyên lý xếp chồng. Xếp chồng là phải có nhiều cái chồng lên nhau đúng không các em? Nguyên lý xếp chồng, cô đặt tên cho nó là nguyên lý bó đũa. Nguyên lý bó đũa, tại sao nó gọi là nguyên lý bó đũa? Bởi vì nó xuất phát từ câu chuyện bó đũa. Các bạn có nhớ câu chuyện bó đũa không? Rồi, câu chuyện bó đũa này nói vậy gì? Biết thì kể thì coi, các bạn ai nghe biết, ai biết kể thì cả. Câu chuyện này kể về gì nè? Kể về ai?
Kể về một người cha có ba đứa con. Đúng rồi, một người cha có ba đứa con, người cha làm gì? Người cha gọi ba đứa con lại thì đưa cho một bó đũa, kêu ba đứa con bẻ. Đúng rồi, kêu ba đứa con bẻ bó đũa đó. Rồi có bẻ được không? Ba đứa con bẻ không được. Sau đó thì ông mới nói là nếu mà hình một bó thì bẻ không được, nhưng chia ra nhiều cây thì chia ra từng cây thì bẻ được. Đúng rồi, để bẻ được bó đũa thì chúng ta có mấy cách. Cô là chia ra từng cây để bẻ. Rồi, thế thì chúng ta sẽ có hai cách để bẻ bó đũa đó. Cái thứ nhất, ta để nguyên bó luôn, ta bẻ. Thì chúng ta phải cần một cái lực lớn, đúng không các em? Đó, chúng ta sẽ dùng dao, chúng ta chặt, chúng ta dùng cưa để chúng ta cưa. Tuy nhiên, nếu như không có sức, thì chúng ta sẽ bẻ từng chiếc một. Đó, như vậy khi chúng ta bẻ từng chiếc một này, thì chỉ sử dụng lực nhỏ thôi. Và khi tất cả bó đũa này được bẻ xong, thì có nghĩa là lực để bẻ bó đũa này bằng lực bẻ từng chiếc cộng lại. Đúng không các em? Đúng. Rồi. Rất là đơn giản ha. Ta áp dụng cái nguyên lý này vào trong mạch điện. Ha. Khi mà chúng ta gặp một mạch điện mà có nhiều nguồn điện, mà ta thấy mỗi nguồn điện này sẽ cho dòng đi qua các phần tử bên trong mạch. Ha. Mỗi nguồn điện này đóng vai trò như một chiếc đũa. Đó. Thế thì dòng điện đi qua một nhánh sẽ bằng tổng đại số các dòng điện đi qua nhánh đó do tác dụng riêng rẽ hay là riêng lẻ của từng nguồn. Điều này có nghĩa là sao? Để tính dòng điện qua một nhánh thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất, chúng ta đã làm từ đầu giờ đến giờ. Chúng ta thấy trong các mạch điện mà chúng ta tính á, dùng K1, K2 á, thấy mạch nào cũng có nhiều nguồn hết đúng không? Phải không các em? Từ hai nguồn trở lên. Chúng ta muốn tìm dòng điện đi qua các phần tử bên trong mạch, chúng ta sẽ áp dụng định luật Kirchhoff 1, định luật Kirchhoff 2. Chúng ta biết giải hệ phương trình thì chúng ta từ một cái mạch nhiều nguồn này, chúng ta tính ngay ra được dòng điện đi qua các nhánh. Có nghĩa là phải biết giải hệ phương trình, phải biết định luật Kirchhoff 1, định luật Kirchhoff 2. Bây giờ cũng là mạch điện đó, nhưng chúng ta không tính một lần, mà chúng ta sẽ tính dòng điện qua nhánh theo từng nguồn. Sau đó, chúng ta sẽ cộng các dòng điện này lại, thì chính là dòng điện qua nhánh. Ví dụ, tìm dòng điện đi qua R. Chúng ta thấy mạch điện này có hai nguồn E1, E2 và một điện trở R. Chúng ta thấy có một vòng thôi, có dòng điện Y đi qua. Nếu áp dụng theo cách thông thường mà chúng ta đã học định luật Kirchhoff, chúng ta sẽ viết phương trình cho cái vòng này. Đó là cách số 1. Theo các em thì với cách số 1 này chúng ta sẽ có Y bằng gì? Hiện tại trong mạch này người ta chưa cho giá trị E1, E2 với R1 thì chúng ta sẽ tính trong trường hợp tổng quát. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng định luật Kirchhoff 2. Cô chọn chiều tính như hình vẽ. Thì lúc này trong vòng này chúng ta có phương trình là gì các em? Trừ E1. Trừ E1. E1. Tiếp. Trừ E2. Trừ E2. Tiếp. Cộng VR. Cộng VR. Thế vô luôn. Là Y nhân R bằng 0. Mục đích là tìm dòng điện. À, từ đây chúng ta suy ra được Y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng E1 cộng E2 chia R. Chuyển này qua bên phải, ta được là E1 cộng E2. Rồi, Y nhân R thì ta chuyển với qua. Rồi, E1 cộng E2 chia cho R. Như vậy, với bài toán này, chúng ta áp dụng định luật Kirchhoff 2, ta giải ra rất là nhanh. Như vậy, bài này tương đương với bẻ bó đũa cùng một lúc. Ha, bẻ tất cả các chiếc cùng một lúc đây. Đó, đây là cách số 1. Bây giờ cách số 2, dùng nguyên lý xếp chồng. Chúng ta thấy nguồn E1 cấp điện cho mạch. Không, nguồn E1 là nguồn áp, nó sẽ cho dòng điện đi qua mạch. Nguồn E2 cũng là nguồn áp cho dòng điện đi qua mạch. Như vậy dòng điện Y đi qua R này
nó được tạo bởi từ nguồn M1 và E2. Hình dung được không? Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ tách ra từ nguồn. Chúng ta tìm dòng điện Y đi qua R đối với nguồn E1 thôi. À, và E2 chúng ta xem như nó bằng 0. Rồi ta tìm dòng qua R đối với nguồn E2 xem như E1 bằng 0. Sau đó ta tính hai dòng điện này cộng lại. Như vậy chúng ta thấy với cách làm này so với cách làm hồi nãy thì sao các em? Dễ hơn. Dễ hơn, nhưng mà mất thời gian hơn đúng không? Như vậy tùy vào từng trường hợp mà chúng ta sẽ áp dụng cách số 1 hay cách số 2. Giống như là người ta đưa cho các em bó đũa mà có hai chiếc đũa này rất là mềm mại, rất là dễ bẻ, thì chúng ta có thể là gì? Bẻ một lúc hai chiếc cũng không sao. Chúng ta bẻ bó đũa mà có hai chiếc dễ dàng như thế thì nó sẽ nhanh hơn là chúng ta tách từng chiếc ra chúng ta bẻ, được chưa? Tuy nhiên nếu mà bó đũa mà có nhiều chiếc đũa mà phức tạp cứng thì chúng ta không thể nào bẻ cùng một lúc được, mà phải tách ra từng chiếc. Như vậy tùy vào từng trường hợp. Ví dụ như bài này chúng ta dùng cách số 1 là giải rất là nhanh, nhưng dùng cách số 2 thì lâu hơn. Nhưng mà ở đây cô muốn là gì? Giới thiệu cho các em một phương pháp mới. Cô lấy một mặt đơn giản để chúng ta theo dõi cho nó dễ mà thôi. Ta thực hiện cách số 1 dùng định luật Kirchhoff 2, chúng ta tính toán ra rất là dễ dàng. Chúng ta sẽ có Y bằng E1 cộng E2 chia cho R. Hay chúng ta có thể ghi là E1 chia R cộng E2 chia R. Đến đây có ai thắc mắc gì không? Dạ không. Dạ không cô. Rồi, đây là cách số 1. Cách số 2 thì sao? Dùng nguyên lý xếp chồng. Thì từ cái mạch điện ban đầu này, cô sẽ tính dòng điện Y qua R cho từng nguồn. Ha. Thì lúc này chúng ta sẽ xem như đó, mạch điện chỉ có nguồn E1 và mạch điện chỉ có nguồn E2. Hai mạch điện này cộng lại. Có ai thắc mắc gì chỗ này không? Dạ không. Dạ không. Rồi, bây giờ cô xét mạch điện chỉ có nguồn E1 thì nguồn E2 cô xem như bằng 0. Nguồn E2 bằng 0, như vậy điện áp trên hai cực của E2 bằng 0, xem như hai cực của E2 là một sợi dây dẫn. Cho nên chúng ta thấy mạch thứ nhất chỉ có một nguồn E1 cấp cho R. Thì cô gọi dòng điện qua R mà do nguồn E1 tạo ra là I1. Rồi, cô xét dòng điện của R khi chỉ có nguồn E2, có nghĩa là E1 cô xem như bằng 0. Hay điện áp trên hai cực của E1 bằng 0, có nghĩa là hai cực E1 giống như một sợi dây dẫn. Đó, thì chúng ta có hình ở phía dưới đây. Ha, nguồn E2 sẽ cho dòng điện I2 đi qua R. Nếu chúng ta tính ra được I1, tính ra được I2, thì chúng ta sẽ có Y sẽ bằng I1 cộng cho I2. Đó, như vậy, thay vì tính tổng cho toàn bộ thì chúng ta tách ra từng cái tính riêng rồi sau đó mới cộng lại. Rồi, có ai thắc mắc gì chỗ này không? Được chưa nè? Được rồi. Rồi, ở mạch số 1 chúng ta xác định được I1 sẽ bằng gì? E1 chia R. Chúng ta tính nhanh luôn ha. Tất cả ở đây ta có đi theo một vòng kính, ta có trừ E1 cộng I1 nhân R bằng 0. Chuyển E1 qua bên phải, từ đây chúng ta suy ra được I1 sẽ bằng E1 chia R. Mạch số 2, chúng ta cũng thực hiện tương tự. Đi trong vòng kính, ta có trừ E2 cộng I2 nhân R bằng 0. Hay là I2 sẽ bằng E2 chia R. Rồi, như vậy sau khi chúng ta tính dòng điện đi qua R cho từng nguồn thì chúng ta sẽ lấy tổng của các dòng điện này lại. Chúng ta sẽ có Y bằng E1 chia R cộng E2 chia R. Giống với công thức ở cách số 1 không các em? Dạ giống. Rồi, phương pháp xếp chồng này sẽ rất là hữu ích khi trong mạch điện vừa có nguồn DC vừa có nguồn AC. À, chúng ta sẽ tách nguồn DC tính riêng và tách nguồn AC tính riêng. Sau đó chúng ta sẽ cộng các dòng điện này lại. Lưu ý, đối với phương pháp xếp chồng, khi chúng ta xem như một nguồn bằng 0, có nghĩa là ta loại bỏ nguồn đó ra khỏi mạch á, để tính á, thì đối với nguồn áp,
thì ta xem nguồn áp bằng 0. Có nghĩa là điện áp giữa hai đầu của nguồn này bằng 0. Ví dụ nguồn E nối ra hai điểm AB thì điện áp trên nguồn E bằng 0, có nghĩa là VAB bằng 0. Mà VAB bằng 0 á thì ta có VA trừ VB bằng 0, hay VA bằng VB, có nghĩa là hai đầu dây này được nối tắt với nhau. À, nguồn áp khi loại bỏ thì chúng ta thay thế bằng một sợi dây dẫn. Rồi, còn đối với nguồn dòng thì sao? Các em sẽ tính lại mấy cái mạch điện cô cho về nhà ở lúc đầu cô sửa đó ha. Thì chúng ta tính lại dùng phương nguyên lý xích dòng nha. Thì trong mạch mà có nguồn dòng á, đây là một nguồn cũng sinh ra dòng biểu cho mạch. Do đó khi mà tính toán các dòng khác mà ta bỏ nguồn dòng á, ta xem cái nguồn dòng này bằng 0, có nghĩa là dòng điện đi từ điểm A sang điểm B bằng 0, thì lúc này ta sẽ có IAB bằng 0. Và ta thay nguồn dòng bằng hai điểm hở mạch, hay ta xóa nguồn dòng ra khỏi mạch, hai điểm này xem như hở, thì lúc này ta tính toán như bình thường. Nguồn dòng bằng 0 thì xem như hai điểm giữa hai đầu của nguồn dòng là hở mạch, bởi vì dây hở thì dòng mới bằng 0. Còn nguồn áp bằng 0 có nghĩa là hai đầu của nó ngắn mạch lại với nhau, điện thế giữa hai đầu bằng nhau thì áp cho nó bằng 0. Rồi, về làm lại các bài cô sửa hôm nay và so sánh với kết quả mà chúng ta đã làm ha, với cái phương pháp mới là xếp chồng để coi nó như thế nào. Chúng ta phải làm nhiều để chúng ta vừa nhớ được cái cách làm, có cái tư duy nó nhanh, lần sau thì chúng ta làm cái tốc độ nó mới nhiều hơn và chúng ta có thể giải quyết được những cái bài toán khó hơn ha. Những cái bài toán dễ mà chúng ta không làm, không giải quyết được thì đâu thể nào mà làm được bài toán khó, đúng không nè? Rồi, bây giờ cô giao bài tập về nhà. Tìm y dùng nguyên lý xếp chồng. Mạch này chúng ta thấy có nguồn áp 38V, nguồn dòng 5A, nguồn dòng 2A. Giờ bài này làm sao? Chúng ta sẽ làm cách số 1, sau đó ta làm cách số 2 và chúng ta so sánh lại ha. Rồi, bài này chúng ta tách ra là thành mấy bài toán các em? Cái lý thuyết là 2 nhưng mà nó không biết tách đoạn nào. Rồi, ở đây có mấy nguồn? Mấy nguồn? 3 nguồn. 3 nguồn. Nguồn thứ nhất là nguồn E1. Nguồn thứ hai là nguồn dòng J1. Thứ ba là nguồn dòng J2. Như vậy có 3 nguồn thì chắc chắn sẽ có 3 dòng điện đi qua điện trở R 3 ohm. Cô đặt điện trở này là R1, đây là R2 và đây là R3. Rồi, bài này yêu cầu tìm y qua R3 dùng nguyên lý xếp chồng. Như vậy dòng R3 sẽ từ 3 nguồn này. Do đó chúng ta sẽ tính lần lượt dòng R3 cho từng nguồn. Vậy chúng ta sẽ có 3 bài toán ha, tách ra từng nguồn một. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ tính mạch điện này đối với nguồn E1. Thì nguồn dòng J1 và J2 chúng ta sẽ loại bỏ. Ta xem như nó bằng 0. Xem như nó không ảnh hưởng đến mạch, đúng không? Được chưa? Như vậy muốn tính dòng qua R3 thì đầu tiên chúng ta sẽ tính dòng mà E1 nó tạo ra. Sau đó ta tính dòng của J1 tạo ra. Ta tính dòng cho J2 tạo ra. Như vậy dòng qua R3 sẽ bằng 3 dòng này cộng lại. Đó. Thế thì bây giờ ta sẽ tính dòng qua R3 ứng với nguồn E1. Ha. Ta tìm dòng R3 do nguồn E1 tạo ra. Đó, các nguồn khác ta loại bỏ đi. Đó, ta tính cho riêng E1 thôi. Thì J1 và J2 cô loại bỏ. Được chưa? Cô bỏ. Vì đây là nguồn dòng, thì cô xem như J1 bằng 0, J2 bằng 0. Nguồn dòng chúng ta xem như bằng 0 thì giống như cái dây này nó bị đứt. Dây hở thì đâu có dòng đâu, đúng không? Do đó cô sẽ bỏ hai cái nguồn dòng này đi, chỉ còn có nguồn áp E1 mà thôi, thì cô sẽ được mạch như hình vẽ. Đồng ý không? Mình che J1, J2 đi thì có phải ta được cái mạch này không? Đồng ý. Rồi, bây giờ nguồn E1 sẽ cho dòng điện qua R3, đó là dòng I1. Bây giờ chúng ta sẽ tìm I1, coi I1 sẽ bằng gì.
tính thử coi. Nguồn E1 là 38V. Bây giờ chúng ta thấy có một vòng thôi, thì chúng ta sẽ dùng định luật K2 để chúng ta tìm. Cái này chúng ta ghi vào ngoại nháp. E1 bằng nhiêu? Bằng 38V chia cho tổng trở này là 8, đó, 4,75 ampe. Đó, E1 sẽ bằng 38 chia 8 ampe. Rồi, bây giờ ta sẽ tiếp tục tìm dòng qua R3 ứng với nguồn G2 đi. Rồi, vậy thì nguồn G1 và E1 chúng ta xem như nó bằng 0. Đối với nguồn áp thì ta ngắn mạch lại, nguồn dòng ta loại bỏ đi. Thì lúc này chúng ta sẽ có mạch điện như thế nào? Kiểm tra coi đúng không? Dạ đúng rồi. Chúng ta sẽ tính toán ra, ta được I2 bằng 20 chia 8 ampe. Cái này về nhà tính nha. Đó, cô cho kết quả thôi. Rồi, tiếp tục. Ta tính cho nguồn G1. Ta loại bỏ E1 với G2. E1 ta sẽ nối tắt lại, còn G2 ta xóa đi. Thì lúc này chúng ta sẽ có mạch điện như hình vẽ. Cô xoay lại một chút xíu nè. Đó, nguồn G1 nó nằm ở trên, rồi cô xoay qua nè. Từ đây chúng ta sẽ tính ra được I3 đi qua R3 là bằng trừ 1,25 ampe. Đó, chúng ta tính dòng qua R3 cho từng nguồn riêng biệt, sau đó ta mới cộng lại. Thì lúc này ta mới có được dòng điện tổng đi qua R3. Dòng điện này từ 3 nguồn tác động ha. I bằng I1 cộng I2 cộng I3 bằng 6 ampe. Rồi, về chúng ta kiểm chứng lại kết quả này nha. Rồi, chúng ta dùng cách số 1, dùng định luật Kirchhoff 1-2 để chúng ta so cái đáp án coi bằng 6 ampe hay không nha. Rồi, ta sang vào định lý tiếp theo. Định lý Thevenin. Định lý Thevenin này cũng dùng để biến đổi tương đương mạch. Ta có một mạch A cấp điện cho một mạch B. Thì nó cấp điện cho mạch B là cấp cái gì? Cấp dòng điện, cấp điện áp. Mạch B sẽ có hai ngõ vào, mắc song song đến hai ngõ ra của mạch A. Từ đó mạch A sẽ cho dòng điện I đi ra nó và đi vào mạch B. Hai đầu ra của mạch A sẽ cung cấp điện áp cho hai ngõ vào của mạch B. Hình dung chỗ này được không? Được. Rồi, nó giống như một cục pin mà cấp điện cho điện thoại ha, một nguồn điện cấp điện cho bóng đèn vậy đó ha. Nhưng mà ở đây là một mạch điện, có nghĩa là gồm nhiều thiết bị, gồm nhiều thiết bị để cấp điện cho một cái mạch nào đó. Mạch này cũng có thể là một linh kiện, có thể là nhiều linh kiện đó. Hai mạch này ghép lại với nhau, mạch này cấp điện cho mạch kia, do đó mạch A cấp điện cho mạch B thì mạch A xem như là nguồn của mạch B. Mạch B sử dụng điện từ mạch A cấp, như vậy mạch B đóng vai trò là tải của mạch A. Thì định lý Thevenin sẽ cho chúng ta một mạch tương đương như thế này. Mạch A có thể là có nhiều phần tử, có thể là có nguồn áp, có nguồn dòng, có điện trở, ghép nối lại với nhau thành một cái mạch nào đó ha, mà nó cung cấp điện áp và dòng điện cho mạch B. Thì định lý Thevenin phát biểu như sau: có thể biến đổi mạch A tương đương thành một mạch đơn giản mà vẫn có thể cấp đúng dòng điện và điện áp cho mạch B. Một mạch A phức tạp cấp cho mạch B một dòng điện I, một cái điện áp U nào đó. À, nhưng nếu chúng ta có một cái mạch khác đơn giản mà cũng cấp đúng dòng điện I và U cho mạch B như thế, thì hai mạch này ta xem như là tương đương lẫn nhau. Cái laptop mà chúng ta mới mua về chúng ta sử dụng á, chúng ta không cần cắm cục sạc vô, chúng ta vẫn sử dụng được đúng không Cam? Bởi vì pin nó còn đúng không? Pin nó còn tốt đúng không Cam? Dạ. Đó, như vậy thì cái laptop của chúng ta hoạt động được là nhờ vào nguồn pin. Nếu như chúng ta sử dụng hết pin, pin này nó hư luôn, chúng ta tháo cục pin chúng ta bỏ đi, vậy chúng ta cắm cục sạc vô thì laptop có hoạt động được không? Dạ được. Được đúng không? Đó, bởi vì sao? Cục pin cho điện áp ở laptop đúng không? Là bao nhiêu đó vôn. Cục sạc
cũng cho nguồn vào laptop cũng nó bao nhiêu won, như vậy cục pin và cục sạc nó tương đương nhau, đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, tương tự cái điện thoại của các em, cái điện thoại của mình có sử dụng pin. Rồi bây giờ lỡ mà pin chai, sạc nó không đầy thì mình sẽ cắm cục sạc vào vẫn sử dụng được bình thường. Có nghĩa là pin và cục sạc này cũng cung cấp đúng dòng điện và điện áp mà điện thoại cần. Do đó cục pin và cục sạc là tương đương nhau. Thì ở đây cũng vậy nè, mình mở rộng ra, cục pin là một khối mạch người ta đã làm sẵn, cục sạc cũng là một khối mạch người ta cũng đã làm sẵn, đúng không nè? Đó, hai mạch này tương đương với nhau. Định lý Fanning cho chúng ta biến đổi mạch A này thành một cái mạch mà có hai đầu ra là AB, nó cũng cho một cái dòng điện Y và VAB giống như mạch A. Như vậy ta sẽ có hai mạch này tương đương với nhau. Đó, mạch A bên đây và mạch tương đương bên đây ta gọi là mạch Thevenin. Thì mạch Thevenin nó sẽ gồm có một nguồn áp và một điện trở. Nguồn áp này ta gọi là nguồn áp Thevenin, THVTH, và điện trở này ta gọi là điện trở Thevenin, RTH. Do đó, mạch A sẽ tương đương với mạch gồm một nguồn áp và một điện trở. Rồi, như vậy toàn bộ mạch A này nó phức tạp này. Đó, và một cái mạch đơn giản này, nhưng mà nó cũng cung cấp đủ dòng và áp giống như nhau, thì hai mạch này là tương đương với nhau. Như vậy, từ một mạch A, ta sẽ biến đổi thành một mạch đơn giản. Như bên phải, thì ta gọi là hai mạch này tương đương nhau. Và phép biến đổi này ta gọi là phép biến đổi Thevenin. Ví dụ anh này cho 1 ampe, anh này cho 2V, thì mạch bên đây cũng sẽ cho 1 ampe ra đây. Và 2V ở hai đầu AB. Từ một mạch phức tạp là mạch A, mình biến đổi thành một cái mạch đơn giản hơn, thì biến đổi như sao? Thay mạch A bằng một mạch gồm một nguồn áp nối tiếp với một điện trở. Để biến đổi từ một mạch A phức tạp thành một mạch mới, đơn giản mà tương đương với nó, thì người ta sẽ cần xác định cái giá trị của nguồn Thevenin này bằng bao nhiêu. Thì người ta tháo cái mạch B ra khỏi mạch A, sau đó ta tính VAB này có bằng bao nhiêu, thì VAB đó chính là V Thevenin. Tìm điện trở Thevenin thì chúng ta cũng tháo mạch B ra khỏi mạch A, vì là tìm điện trở, do đó tất cả những nguồn dòng và nguồn áp bên trong mạch A này chúng ta loại bỏ hết, loại bỏ các nguồn bên trong mạch A bằng cách xem như nguồn đó bằng không. Có nghĩa là nguồn áp thì ta nối tắt hai chân của nó lại, nguồn dòng thì ta xóa nó đi, giống như phương pháp xếp chồng. Rồi sau đó ta tính điện trở dưới hai đầu AB tương đương coi bằng bao nhiêu. Thì RAB này chính là RTH. Như vậy chúng ta tìm ra được VTH của mạch A, RTH của mạch A, thì ta sẽ thay thế toàn bộ mạch A bằng nguồn VTH và RTH. Khi đó nó sẽ cung cấp đúng dòng và áp cho mạch B. Mạch gồm mà nguồn áp và điện trở RTH ta gọi là mạch Thevenin, nó thay thế cho mạch A, tương đương với mạch A. Để biến đổi mạch A sang một mạch tương đương với nó là mạch Thevenin, thì đầu tiên chúng ta sẽ tách bỏ mạch B ra khỏi mạch A. Ta tính VAB của mạch A bằng bao nhiêu thì đó chính là VTH. Sau đó ta loại bỏ tất cả các nguồn độc lập bên trong mạch A. Nguồn áp ta xem như bằng không, ta ngắn mạch lại. Nguồn dòng ta xem bằng không, ta hở mạch nguồn dòng ra. Sau đó ta sẽ tính điện trở với hai đầu AB là RAB của mạch A. Đó, thì RAB này chính là RTH. Rồi, sau khi ta tìm được VTH, ta tìm được RTH, ta sẽ vẽ lại mạch tương đương Thevenin. Ta gắn mạch B vô, ta quay lại đây. Sau khi ta tìm được VTH, RTH, thì ta sẽ gắn mạch B vô đây. Đó, ta sẽ được là toàn bộ mạch A đã được thay thế, rất là đơn giản. Chúng ta sẽ làm thử một ví dụ ha. Xác định dòng điện Y trong nhánh AB. Y là đi qua điện trở 35 ohm. Trong mạch này chúng ta có hai nguồn nè, nguồn E1, nguồn E2, có ba điện trở R1,
R2 và R3. Với bài này chúng ta có thể có 3 cách làm. Cách thứ nhất, ta sử dụng định luật Kirchhoff 1, Kirchhoff 2. Ta viết phương trình cho nút và phương trình cho vòng. Sau đó ta giải hệ phương trình, ta sẽ tìm ra được Y, giống như từ đầu giờ chúng ta nói á. Cách thứ hai, chúng ta sử dụng cái gì để làm? Nguyên lý xếp chồng. Đúng rồi, nguyên lý xếp chồng. Chúng ta có hai nguồn. Chúng ta sẽ tính dòng Y qua R3 cho từng nguồn. Và cách thứ ba là dùng Thevenin. Đó. Như vậy một mạch điện sẽ có nhiều cách tính. Ha. Ngoài ba cách này thì với mạch này chúng ta còn một số cách nữa nha. Thì mấy cách đó sẽ được học trong môn lý thuyết mạch. Rồi, bây giờ chúng ta thấy hai đầu AB là hai đầu R3. Đây, toàn bộ mạch bên tay trái, cô đóng khung lại. Cô đặt tên đó là mạch A. Mạch A này sẽ cung cấp dòng điện Y đi qua R3, cung cấp điện áp trên hai đầu AB cho R3. Vậy R3 chính là mạch B. Mạch A có thể là có nhiều, rất nhiều phần tử, có thể ít phần tử. Mạch B có thể có nhiều phần tử, cũng có thể là một phần tử. Bây giờ ta dùng phương pháp mới là biến đổi toàn bộ mạch A này thành một mạch tương đương, cũng cung cấp đủ dòng và đủ áp cho mạch B. Thì toàn bộ mạch A sẽ được thay thế bằng một mạch Thevenin. Mạch Thevenin là mạch gồm có một nguồn áp, cứ gọi là nguồn E Thevenin, móc nối tiếp với điện trở Thevenin. Cái mạch này nó thay thế toàn bộ mạch A đó để cấp cho R3. Đó, ta biến đổi tương đương một mạch phức tạp thành một mạch đơn giản. Rồi sau đó ta sẽ tính toán dòng Y đi qua R3. Đấy, các em thấy từ một cái mạch bên phải, nếu chúng ta biến đổi thành một mạch tương đương bên tay trái, chúng ta thấy mạch tính bên tay trái nó đơn giản hơn, phải không các em? Bây giờ chúng ta phải tìm coi E Thevenin bằng nhiêu, R Thevenin bằng nhiêu. Thì bài này chúng ta sẽ làm sao? Rồi, đây là mạch B và bên đây là mạch A. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm điện áp Thevenin. Thì chúng ta sẽ loại bỏ mạch B ra khỏi mạch A. Đó, như vậy bây giờ mạch A chỉ còn lại gì? Chỉ còn vậy thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm coi VAB sẽ bằng gì? Thì nó chính là bằng E Thevenin ha. Đó, bây giờ mạch của mình chỉ còn có 4 phần tử thôi, E1, E2 với R1, R2 thôi. Mạch này chỉ có một vòng thì cô sẽ gọi dòng điện của mạch là Y. Chọn chiều của vòng theo chiều kim đồng hồ, vậy ta có là trừ E1 cộng E2 cộng Y nhân 10 cộng Y nhân 20, đúng không? Vậy Y sẽ bằng E1 trừ E2 nè, chia cho 10 cộng cho 20. E1 này bằng 100, E2 bằng 100 luôn. Không. Y bằng 0 ampere. Y qua R 10 ohm là bằng 0, vậy áp trên R bằng 0V. Dòng qua R2 bằng 0, vậy áp trên R2 bằng 0. Vậy VAB sẽ bằng gì? VAB là tính từ điều đầu A so với đầu B. Mà từ đầu A đến đầu B chúng ta thấy có điện trở R2 nè. Có cái nguồn E2 nè, thấy không? Thấy không? Như vậy VAB có phải là bằng V của R2 cộng với nguồn E2 đúng không? Vậy phải. Y bằng 0 cho nên VR2 bằng 0. Vậy VAB sẽ bằng gì? Bằng E2. Bằng E2 bằng nhiêu? 100 V. 100 V. Phước 2, tính VAB. VAB chính là hai đầu A và B. VAB mình tính được 100 V. Bước 3. Bước 3 là loại bỏ các nguồn áp. Bây giờ chúng ta sẽ loại bỏ nguồn áp. Hai nguồn này chúng ta sẽ loại bỏ bằng cách ta nối tắt lại. Thì chúng ta sẽ có mạch điện tương đương như bên phải. Rồi bây giờ lúc này chúng ta sẽ tính coi giữa hai đầu AB có điện trở tương đương bằng nhiêu. Theo các em là bằng nhiêu? 6,67 rồi cô. Hai đầu này cái RAB. Nó gồm có điện trở 10 ohm song song với điện trở 20 ohm. Thì lúc này chúng ta sẽ có RAB sẽ bằng tích chia tổng bằng 20/3 là 6,67 ohm.
Như vậy chúng ta đã tìm xong VAB, RAB. Rồi, như vậy toàn bộ mạch A cô sẽ thay thế bằng một mạch tương đương là VTH, mắc nối tiếp VRTH. Trong đó VTH 100V và RTH bằng 6,67 ohm. Toàn bộ mạch A đã thay thế tương đương bằng một mạch điện đơn giản như thế. Sau đó chúng ta sẽ gắn mạch B vô. Rồi lúc này chúng ta sẽ tìm dòng điện đi qua mạch B, đó là R3. Rồi bây giờ mạch này nó đơn giản rồi, mình tìm ra được Y không? Nguồn ETH này mình mới vừa tính là bằng 100V. RTH là 6,67 ohm. Rồi các em tính dùm cho cô có Y sẽ bằng bao nhiêu? 15 ampere. Tính dòng qua R, Y sẽ bằng VTH chia cho RTH cộng R bằng 2,4 ampere. Rồi, vậy có ai thắc mắc gì bài này không? Như vậy thì ta biết thêm một phương pháp định lý Thevenin ha, để biến đổi một mạch phức tạp thành mạch đơn giản. Bài tập về nhà, các em chụp hình lại giùm cô. Mạch tiếp theo, mình coi đề bài người ta hỏi dòng Y qua chỗ nào thì cái Y đó qua đó là mạch B đó. Cái phần tử mà có Y qua là mạch B. Rồi còn lại, nhìn từ hai đầu đó trở về trái, tất cả những linh kiện còn lại là trong mạch A. Rồi đến đây chúng ta kết thúc chương số 1. Nhớ về nhà làm bài tập dùm cho cô nha. Tùy vào mạch mà chúng ta áp dụng phương pháp nào cho nó phù hợp. Có mạch chúng ta phải dùng phương pháp xếp chồng. Có mạch chúng ta dùng K1, K2 là tính rất là nhanh. Nhưng có mạch chúng ta bắt buộc phải dùng Thevenin mới làm được. Cô viết thử mấy dấu cộng trừ đi. Dấu cộng trừ trong mạch này là dựa vào dòng điện chúng ta chọn. Ví dụ cô xét cái mạch bên tay phải đi ha. Ví dụ cô chọn chiều đi qua 12 ohm là từ trên xuống. Đó, cô thí dụ cô chọn chiều như thế này thì ở trên là dương, ở dưới là âm. Còn nguồn 36V thì nó đã cố định nó rồi, mình không thay đổi được. Đây là cực của nguồn. Còn điện áp trên điện trở thì nó phụ thuộc vào chiều dòng điện. Ví dụ cô chọn chiều qua 6 ohm như thế này. Đó, thì ở trên là dương, ở dưới là âm. Còn IX người ta đã chọn rồi thì chúng ta sẽ tính theo nó. Cô đặt đây là dòng Y1, Y2, Y3 và IX. Bài này có 3, có 2 nguồn. Chúng ta dùng 3 phương pháp để giải và so sánh kết quả với nhau nha. Còn mạch bên đây thì chỉ có một nguồn thôi, một nguồn một chiều 48V thì quá dễ thôi ha. Bài này thì chúng ta chỉ sử dụng biến đổi tương đương là nối tiếp nè, không? Nối tiếp. Sau đó tính song song rồi tính ra y rồi tìm cũng rất là đơn giản luôn. Ha, không có gì khó khăn, chỉ có chịu khó thôi. Nhớ lên hệ này trở đi phải làm nhiều, bởi vì một buổi học chúng ta học rất là nhiều kiến thức và chúng ta phải làm ở nhà để chúng ta nhớ và củng cố kiến thức đó. Bài này thì cũng có nhiều nguồn nè, ở hai mạch này cũng có nhiều nguồn. Rồi tự chọn chiều dòng điện, nếu như mạch không có chiều, không có chiều sẵn thì chúng ta tự chọn chiều và chúng ta xác định cực theo chiều đó. Dạ. Bye bye lớp. Hẹn gặp lại các em sau.